Cold. Okay, and you want design with green finger, right? And you want design with green finger? Yes, design with this one, Okay. please. Sẽ hướng dẫn cho mọi người cách đắp bột nhanh nha. Rồi mình thì mình mới bay từ bên Sacramento, mới có lớp bên Sacramento về, vừa về xong rồi sáng nay đi làm luôn. Đấy, rồi bây giờ mình sẽ đắp cái màu này ha. Đã dùm to xuống cho mọi người xem xíu nha. Rồi màu này là màu Silen 133. Mình làm thì mình sẽ mình thì mình sẽ làm xong rồi mình sẽ design với cái ngón ring finger ha. Và khi mình lấy cục bột này đó, lấy cục bột này, chờ cho cục bột nó bóng lên này, thấy không đó, mà lúc nó bóng lên rồi có nghĩa là nó đã ăn bột nha, nó đã ăn nước. Sau đó mình sẽ đặt cục bột lên móng đó. Bây giờ thì sẽ từ từ nhẹ nhàng di chuyển cục bột lên cái phần cuticle và lên phần khóe móng ha. Đó. Cho nó vào sát vào phần cuticle và khóe móng luôn. Màu này là giống như là cái màu tím khoai môn vậy đó. Đó, màu này rất là đẹp luôn, thích cực kỳ màu luôn. Nhưng mà nó màu này thì rất là đẹp nhưng mà rất là kén người dùng. Đó. Mình thì rất thích màu này nhưng mà lâu lắm rồi bây giờ mới có khách sử dụng cái màu này vậy đó. Căn chỉnh cái phần shape cho nó đẹp chút xíu nha. Cái móng này nhìn nè, nhìn nha. Thì cái phần khóe này nó thiếu xíu bột này. Nó có bột mình phiêu vào. Phiêu nhỏ rồi. Bột nhẹ nó xuống. Và lưu ý một cái điều quan trọng là cái tay của khách này rất là to. Hình ta bây giờ mình có làm gì thì cứ cố gắng thì mình làm cho nó đẹp, cho nó khoan gọn nhất có thể thôi. Còn nếu mà nói để làm đẹp thì nó rất là khó. Tại vì muốn để cho một cái yếu tố mà cái bàn tay đẹp á, nếu mà muốn cho có cái yếu tố có một cái bàn tay đẹp á, thì nó phải dựa vào cái background của khách nó có đẹp hay không nữa ha. Rồi, nó
cục bột nè, mình chờ cho cục bột nó bóng hẳn lên nha. Đó, sau đó mình đặt lên, đến 1, 2, 3 thả. Rồi, gần với cọ này, di chuyển cục bột dàn lên phần khóa móng và cuticle này. À, cho nằm sát xuống luôn nha. Ngón nhẵn này là xíu nữa mình sẽ đi design. Vẽ đại loại gì đi ha. Để cũng chưa nghĩ ra. Vì cái tiêu đề thì ghi vậy thôi. Tôi cũng chưa biết là mình nên design với cái gì. Kỳ đẹp luôn. Rồi, tiếp theo nha. Cái cục bột này. Mọi người nhìn cục bột nó bóng lên ha. Rồi, nó bóng lên rồi thì mình sẽ đặt lên phần cái móng. Rồi. Bóng lên là có nghĩa là bột nó sẽ ăn nước và bắt đầu nó xe lại ha. Rồi. Cho nó vào sát luôn phần khóe móng và phần cuticle luôn nha mọi người ha. Đó. Cái màu tím khoai màu này rất là đẹp. Kiểu như nó nho nhã đó. Muốn đắp nhanh gọn lại thì mình đắp một cục ha. Rồi một cái điều quan trọng đó là cái bàn tay của khách này có to nên thành ra là mình có thể khi mà bột nó vừa xe lại là mình có thể đặt lên luôn, không có cần phải chờ. Tại vì nó còn phải tốn thời gian để nó lan ra được chứ, đúng không? Di chuyển cục bột dần lên phần khóe móng này. Đừng mũi cọ này ha, đập cho nó nằm sát xuống nè. Rồi sau đó thì bắt đầu mình căn chỉnh cái shape cho nó đều. Đó, căn chỉnh cái shape cho nó đều. Rồi đập cho nó nằm xuống nè. Bắt đầu mình vuốt bột nè, hai bên vuốt vào trong nè ha, hai bên vuốt vào trong nè. Rồi tự ý là mình dùng một vài giữa nha. Đó, vớt qua khỏi lần đầu móng luôn, dư bột thì chẳng bột vớt ha, không có tiếc nha. Thà lấy dư còn hơn thiếu nha. Chẳng chẳng để cái xếp xíu đỡ phải giữa nhiều. Tiếp tục con cá này nó bự ha, thành ra mình lấy cục bột nhiều chút. Rồi, đặt lên luôn, đến 1, 2, 3 này, thả này, nhúng tí nước này ha. Mình dùng mũi cọ mình sẽ di chuyển cục bột dần lên phần cuticle này. Đó, di chuyển lên phần cuticle khóe móng này ha, cho nó nằm sát xuống luôn nha. Đó, rồi khi mà nó bắt đầu nó yên vị rồi, đầy đủ hết cuticle tròn đầy đủ đẹp hết rồi đúng không? Rồi bắt đầu mình sẽ dồn bột hai bên vào giữa nha, và bắt đầu mình kiểm tra cái độ dẻo của cục bột và mình sẽ vuốt sau cùng nha. Đó. Ngón này thì nó hơi bự nên thành ra cái tốc độ mà
Nó sẽ nhanh khô hơn, mình phải có cái thời gian mình cần chuông nữa nha. Sáng mới sáng 7 giờ thành ra là khách nó buồn ngủ quá, mình đang làm nó ngủ, nó tì luôn cái tay của mình không có làm được, mình kêu nó dậy. Tiếp tục ha. Làm bàn nào thì mình sẽ bỏ cái pha mờ bàn đó nha, để cho nó không có bị liếc nha mọi người ha. Mình mà thức đêm một cái, mà đêm mà không ngủ thì sáng dậy nó mất đề kháng liền, nó mệt người liền. Dùng mũi trọ này di chuyển cái cột dàn lên cái phần cuticle và khóe móng này. Rồi con vuốt ha, mình cho nó vào làm gọn vào cái form móng đi ha, nó làm gọn vào cái form móng đi. Đó. Cái phần móng này dùng cái mũi cọ này liên hai bên khóe này ha, liên hai bên khóe này đó là mình sẽ phút bột này ha. Rồi bây giờ bột bắt đầu nó khô, nó kẹo lại rồi này, nó xe lại rồi, mình có thể vuốt được rồi, mình sẽ vuốt ha. Rồi 50% vào trong là còn, sau đó thì mình sẽ vuốt qua luôn cái đầu móng luôn nha, vuốt qua luôn cái đầu móng luôn. Đó. Vì là cái tay này là cái tay rất là bự, thật sự nó rất là bự nên thành ra có cố gắng làm nó cũng sẽ không có đẹp được, nên là mình sẽ cố gắng hết nhất có thể để cho nó thon thả thôi nha. Rồi lấy bột giờ rồi ha. Tiếp tục này, đặt cục bột lên ha, di chuyển cục bột nó là bằng cái mũi cọ này, mình sẽ di chuyển vào phần khóe móng nha, di chuyển vào phần khóe móng. Rồi cho nó nằm gọn vào nha. Nhỏ này thì mình sẽ chưa biết là mình nên sáng tạo cho nó cái gì, tại vì nó muốn design cho cái món này ha. Chưa nghĩ ra. Anh chị em có ai nghĩ ra được cái món gì không để mình làm cho cái món này, comment cho mình biết ha. This is my number. My blood is 14. Đặt lên này ha. Tùy vào cái size của size tay của khách ha. Là mình trước mà thỏa buộc á, là mình có thể thả dọc hay thả ngang là tùy vào cái size tay của khách. À.
từ thôi ha, mình canh chỉnh cái shape cho nó đẹp để khi mình làm xong mình không có tốn cái thời gian và cái phần mà giũa nhiều ha, tốn vào cái đó làm chi cho mệt, trong khi mình có thể làm được, làm xong khỏi cần phải giũa, đúng không? Thải dọc ha, di chuyển cục bột dần lên phần cuticle và khóe móng này ha. Vô này, dòng bột vô này ha, dòng bột vô này, mình vuốt qua khỏi cái đầu móng luôn đó. Rồi bây giờ mình chắn cái đầu móng này, nó có sẵn cái phòng ha, chắn cái đầu móng này đó, là nó có sẵn cái shape cho mình luôn, đúng không? Đó, vuốt cho đúng kỹ thuật ha, mình làm thì nó sẽ không có mình không có bị mất shape nhiều. Rồi tiếp tục nha, cái cục bột bự lên xíu nha, đặt lên này, đếm ha, 1, 2, 3 thả này, di chuyển cục bột lên phần cuticle và hai bên khóe móng ha. Đó, trời ơi, hít chúng bụi rồi sao mà ngứa cổ dã man. Đó, thấy đẹp không, thấy cục bột nằm gọn gàng đẹp không? Dồn bột vô, dồn bột vô ha, dồn hai bột hai bên vào. Rồi bắt đầu mình sẽ vuốt hai bên này, hai bên này, vuốt hai bên này ha, vuốt hai bên này, vuốt hai bên này. Rồi lâu lâu mình sẽ vuốt ở giữa cái để cho nó đều bột ha, căn chỉnh cái shape cho nó đều. Rồi và nhớ để ý cái độ khô của cục bột luôn, khi mà nó bắt đầu nó khô rồi thì mình sẽ dùng cái bụng cọ để mình vuốt nha. Đó, rồi dùng bụng cỏ chắn đầu móng, căn chỉnh cái xé sao cho nó đều ha, cho nó đẹp. Lấy bột dưa, bột dưa ra này đó, xong ha. Thấy không, cực kỳ luôn. Cái này giống như những cái cục chuột. I like it like this. It's beautiful. Oh, thank you. How cold. So what time you work? Dean is gonna kill me. Cold? Cold? Morning. Ok ha, rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ giũa này. Chuẩn bị mặt móng nha. Đầu tiên lúc giờ là mình lúc nào mình cũng chuẩn bị mặt móng, mình không có giũa bằng giũa cây, mình không có giũa cây, mình chạy bằng giũa mặt móng. Trời nó hít buổi sau giờ mà cả khách lẫn mình nó đều ho hết luôn. Rồi
chạy sao cho cái đầu móng nó mỏng lại xíu này. Đó, hai bên hai bên thằng móng sao cho nó thon ha. Đó, cực kỳ đẹp luôn. Rồi, tiếp tục chạy Kiriko nè. Nè, sao cho cái Kiriko mà nhìn ra là thấy nó tròn là được. Đó, rồi sau đó thì mới tới cái bề mặt móng cho nó mịn. Đối với những cái móng mà medium này ha, medium thì mình phải làm sao cho nó không có cần phải khơi nhiều mà nó phải mịn, nhìn là nó phải thon. Và mình giữ những cái móng medium này mình không cần phải giữ bằng đũa cây, tại vì cái cây, cái đầu đũa này mình có thể kho vừa được cả cái phần thân và cả cái độ dài của móng rồi. Đó, nên là mình không cần phải tốn thời gian mà để mình giũa bằng giũa cây đâu nha. Mình chỉ cần giũa bằng giũa này thôi là đủ rồi, tại vì cái độ dài của nó có thể cover được. Đó, rồi cố gắng giũa sao cho nó mịn là được. Đó, và những cái màu xám như thế này hay là những cái màu mà màu này người ta gọi là màu màu gì lúc đầu video mình có nói đó. Những cái màu này thì nó tâm nó là tâm trầm, thì mình có thể kết hợp gì ra đó là màu trắng hoặc là màu đen. Đó, mình đang suy nghĩ là nên là định ra cái gì vào cái ngón ring finger. Hello mọi người, dậy sớm dậy. Đó, 8 người coi rồi. Đối với những cái móng này có cái độ dài medium mà cái đầu dũa này ha, có thể cover được thì nên chạy mịn bằng cái đầu dũa này ha. Không có cần phải dũa mịn bằng dũa cây đâu nha. Dũa này thì nó nhanh hơn. Còn đối với những cái móng mà nó có độ dài nó dài hơn á, và cái đầu dũa này mình không có cover được thì mình nên dũa bằng đầu dũa dài nha. Chạy cho nó mịn ha. Không cần phải khơ đâu nha, móng medium không cần phải khơ. Trời ơi, quá đẹp luôn. Đó, thấy không? Không cần giữ sếp nha mọi người. Thấy không? Không cần giữ sếp, chỉ cần chạy máy thôi. Sếp có sẵn ha. Chạy cái phần kia đi cùng cho nó tròn đầy thôi. Sếp có sẵn, khỏi lo cái chuyện sếp đi. Làm xong buffer ha. Làm xong mình chỉ cần giữa để mình lấy cái phần bột dơ dưới dòng móng thôi. Là xong. Nail salon. I'm taking off my nail. Cái gì mà nail salon gì to? Yeah. Chắc mình nói nó đen. No, he, at 7. We started at 7. Thôi, nó còn nó dịch lại đó. Yeah, because I can't come in the evening, so he... Đẹp quá trời ơi. Thấy chưa? Quá đẹp luôn. Rồi tiếp tục ha, mình chạy cái phần Kiriko này. Chạy phần Kiriko này. Chạy Kiriko này ha. Đó, chạy phần Kiriko cho nó gọn. Rồi, sau đó bắt đầu mình chạy cả phần mặt móng. Cái gì mà nó cover được thì mình cứ hay cover ha, giống như là cái đầu dũa này ha. Cover được cái độ dài, cover được cái độ dài của cái móng thì mình nên giữ bằng cái này. Đỡ tốn thời gian giữ bằng dũa gồng sức là một cái tay nha.
Được chưa? Cái sếp của mình làm nó rất là đẹp, giữa thì cần mình giữa thôi, chạy mịn thôi, sếp là hiện ra luôn, không cần giữa mà nó rất là đẹp nha. Đó, minh chứng này, nhìn nha, minh chứng này, thấy không, thấy sếp chưa, có phần sếp, thấy không, làm không cần giữa sếp nha. Đó, đính chính là mình làm mình không cần giữa sếp nha, chỉ cần làm đúng bước đúng cách và không cần phải giữa sếp nha. I tell you, go study with them. Like what you start with them, whatever you start to do for them, they want you to do it. Like keep doing more. So when you get there, you say, what am I going to do? Just keep telling them you got something to do with. You know, give them excuses. I got to teach my daughter. I need to teach her. I need to teach you how to do this thing. Rửa cho nó vào form xíu thôi. Cái ngón này thì mình đắp nó hơi bị mập, thành ra mình chỉ cần rửa cho nó gọn gàng. Đắp như thế nào rửa cũng ra, nhưng mà thấy không, vì cái ngón này mình đắp nó hơi lội xíu thì mình tốn thời gian rửa cái phần ngón này cho nó mịn lại, mình tốn thời gian không. Trong khi những cái ngón khác mình làm, mình nấu còn phải rửa nhiều, đúng không? Mopping, vlog, and all, it's not for me. Cực đẹp. Don't tell me you do it every day. Và mình sẽ biết cách làm, không có cần phải giữ nhiều. Rồi, xong là bắt đầu mình sẽ clean cái phần dưới gầm móng nha. Nó sẽ hướng dẫn cho mọi người chạy clean cái phần dưới gầm móng, và sau đó thì mình bắt đầu mình là design chỉ cần hai ngón thôi. Cách nó cũng muốn đơn giản, nó cũng không có muốn cầu kỳ ha. Hello, mọi người. Good morning. No. Bây giờ mới 8 giờ sáng à. Mới 8 giờ sáng rồi. No. Giờ đang nằm trên giường á, mọi người đang nằm trên giường coi mình đi làm á. Cho nó mịn mặt móng thôi. Cho nó mịn mặt móng thôi. Không cần phải giũa nhiều, chỉ cần chạy mặt mịn mặt móng thôi. Sếp thì có sẵn rồi, đừng có lo. Yeah, no, you can do. Yeah, that's what I'm telling you. Exactly, God bless you. That's what. Yeah. Rồi, được chưa? Yeah. They'll take it, but you know, if you don't say anything, they won't. That those are Indians, you know, they want to use you. Yeah. Rồi, bây giờ thì bắt đầu so, mình sẽ. Tell them you pick another job at two. Sẽ chạy những phần bột dây với gầm móng, mà đa phần thì nó không có dơ, sự vì mình đắp nó rất là sạch sẽ rồi. No. Đắp nó rất là sạch sẽ rồi. No, don't, it's light cleaning. No, no, no. Bạc qua. It's light cleaning. The hello, hello mọi người ha. Good morning, chào ngày mới vui vẻ. Vui vẻ, vui vẻ. Vui vẻ, vui vẻ. Vui vẻ, vui vẻ. Sau bắt đầu mình sẽ dùng ra với lại là No, Tina. Bắt đầu mình sẽ chạy dưới gầm móng nha.
Nobody thinks that. Rồi, đính chính là mình không cần rủ sếp nha, nhớ nha. He can cook, you know, right? Cực kỳ đẹp. Và mình cần... You know they cook themselves. So if you want to stop that to do the evening one that you don't do cleaning, it's mình làm it's thì open. Mình chỉ cần mình khi mình rửa nè, yeah. Cái này không phải là rửa sếp nha, mà mình rửa để mình lấy cái phần bột dơ, bột dơ dưới gầm móng nha, bột dơ dưới gầm móng nha, rồi bây mình chấm cái đầu móng sơ thôi để cho nó sắc nét xíu xíu, nhớ nha. Đó. Và khi mình lấy bột dơ dưới gầm móng thì mình cũng trong usually cái lúc đó là mình cũng vô tình mình reset cái sếp mình cho nó đẹp lại ha, nên thành ra đó là một cái lợi đôi đường của mình. Yeah. Đó, đa phần những anh chị khi mình làm á là những anh chị đó so là the sẽ giữ sếp trước rồi chị máy sau đúng không, còn mình thì ngược lại, làm xong là chạy máy trước giữ sếp sau đó. Yeah, just tell me what you want. You want to try the evening one today after I leave? Just tell me. And tell me how you sleep if you want to do it. Hmm? If you want to try the evening one today after you leave Ali, you can try it and see. Yes. So tell me what you want. Just when you go in there, you finish it at least today, and you go to the evening one. Try it. If it's not what you think, if because I know it's easy. Okay. You don't clean. You don't cook. You don't do nothing. Just watch. Mm-hmm. Mm-hmm. Yes, but it's very. Ali, they pay. I bill for them. Yes. Sếp đâu ha, để mình lấy yes, cái phần giờ với gần móng thôi, chắn cái đầu móng cho nó thẳng xíu này, cho nó ra sắc nét một chút xíu ha. So you just tell me way up, so just tell me what you want. Chắn đầu móng, giữa hai bên, để mình lấy phần một giờ với gần móng. Đó, sau đó thì mình chắn gần chắn được cái trà chiều sau này mọi người. Đó, đi nào. Sorry mọi người ha. Rồi. Đó, đẹp chưa? Telling them that you pick another job at school. Because if only you have walked to that hour, no attendant has done that. You got it, Lenny. I say no attendant stays up to that time, you stay with them. Rồi, màu này là cái màu 133 nha. Hello, can you hear me now? So, what I'm saying rồi, is, you are the only one that is staying over. Cho nó sạch sẽ. No attendant has ever stayed. Cho nó bóng ha. 2 o'clock or 3? No. They just rush and do. They don't talk. They just do what they gotta do. They already know what to do, and they don't do everything every day. They can say today they are coming in to go to shower, hand clean the bathroom, or whatever she wants, and then that's it. No. Màu này là cái màu khoai môn. Đó, quay.
tên. No, but he cooks. The guy cooks. Ali cooks. Because you're doing it for them, so they just relax. Sau khi mình xong thì bắt đầu mình sẽ design ha. Và bây giờ mình sẽ design với những cái nét outline. Not just today, everyday. Design với những cái nét outline trên cái ngón ring finger nha. Đây, cái này là mình làm cho nó sạch da, sạch bụi trên cái bàn tay khách nhìn cho nó mới mẻ xíu cho nhìn nó dơ. Được hay nha. Đẹp không? I'm telling you, you're the one that is doing it for them. No, but yeah, but that massage, yeah, but massage is not part of your job. That's a job of a therapy. That's a job, yeah. Yes, that's what you should be doing. Oh my God, that's what you should not be doing. So what design you want on ring finger? Yes. Freestyle? Freestyle, Tina, it's because you don't know this. All the attendants, oh my God, they go in and go out. Trắng, they don't do all these things because they go in nha. For her, not for the husband and wife. Hai màu trắng đen. Rồi mình sẽ dùng hai màu trắng đen của Silem nha. Chất làm biếng. Yeah, so you try the evening one tomorrow and I show you if you don't. They call me PS, protective supervision. Chất trắng đen này you just go and supervise and just watch the client. You're not lifting, you're not cleaning, you're not doing laundry, you're not cooking. If at all you're gonna help her, just give her water. Other than that, just make sure she gets in the bed. That's it. Mình sẽ dùng cái cọ long lai work này. Yeah, the one close by. Rồi. Bây giờ mình sẽ vẽ cái đường outline. Ali, I bill for them. I bill the hour that the Molina pays for them is $15.74. Can you hear me? Because I'm using my AirPod. So, for Ali, I do the billing. The billing, what they pay for them is $15.74. That's what they pay for them per hour. Cái đường này thì mình vẽ cho nó bự lên xíu ha, tại vì cái màu này yes, I'll show you nó chỉ hợp với màu trắng màu đen thôi. That's màu này thì nó chỉ hợp với màu trắng màu đen để mình design thôi. Mình design trắng đen thì nó chỉ có là you shouldn't. I'm going to read the job, the tax actually in your authorization when I get to the office. Outline thì nên làm outline của cái gì cũng được. Yeah, yes. Thôi bây giờ nó cứ chia ra trước đi ha. Chia ra trước đi. Yeah. Không biết làm sao cho nó đẹp. No.
Cleaning up the fridge, I don't know about that. Yes. Rồi, phải là 7 ý tưởng rồi đó, chưa biết phải thêm gì. Nào. À, có ai chỉ cho mình không? You're not supposed to be cooking for the man. You're there for the woman, not for the man. You know Indians, they use people. Mình thì mình lấy sẵn màu trắng màu đen thôi chứ thật ra là mình cũng không biết là phải lấy cái gì. Tina, yeah. Let me call you when I get into the car. Okay. Well, all right. Biết vậy thôi chứ đâu biết vậy gì đâu. Okay. Bye. Oh, nice. Oh, thank you. Tiếp tục ha. Mình lấy điểm giữa này ha. Điểm giữa này. Đó. Hai bên đối xứng nhau nha. Hai bên đối xứng nhau nha. Đó. Khi nãy là mình không có chia, thì mình đang ở 7. Còn bây giờ là mình chia ra để cho anh chị em nhìn cho nó dễ. Rồi, nói chung là trong đầu nó cũng hình thành ra chút ý tưởng, nó vừa làm nó vừa hình thành ra, chứ không phải là mình nghĩ ra được liền. Đây, cái đường này bên kia là như là nó dài hơn ha, nó dài mình vẽ cho nó dài, vẽ cho nó dài ra.
tưởng thì mình không có được liền đâu. Nó trong lúc phải thì mình nghĩ ra được chút xíu vậy đó. Hên thì đẹp, không hên thì nó xấu. Hên thì nó đẹp, không hên thì nó xấu thôi ha. Tôi anh biết có đẹp không ta, để tôi thử nha. Cũng tạm ổn rồi ha, thôi lại cũng ok. Vậy thôi, chứ còn gì nữa đâu ha. Good morning, ma. Good morning, Adrian. Are you ready to go on the outfits? Not yet. Is Pushy there? Oh, tôi I'm hôm not. Nay là cũng đẹp yeah, mà ha. Tôi hôm nay là cũng office. Đẹp mà. À. Yeah. She'll be đẹp thì mình to thôi. Ha. Yeah, tell her when she get there. You say you there? No, I'm not. Yeah, you say you're not. I'm not in the office. If she call you, because after tôi là vẫn đẹp nha, vẫn đẹp nha. Đó. Oh. Trời, cái này là ý tưởng của mình nha, không có ý tưởng của ai hết nha, làm vừa làm vừa nghĩ đó. No. Tầm bậy tầm bậy ra mà vẫn đẹp nha. Nó vẫn hợp mà, tại vì cái màu này là cái màu nó hợp với màu trắng màu đen, cái màu khoa tím là màu hợp màu trắng màu đen. Im coi, loay ngay hoài. Good morning, ma. I'm here now at Jackie Bailey's place in McKinney. Since 8 o'clock. I've been covering for the attendant. Ngay cái chỗ này nó trống trống lên to lên đó, hồi đi à, vẫn đẹp nha. Insulin. Thế chà, vậy là khoảng gì quên cha rồi à, phải cái này ở giữa ha, phải cái này ở giữa này đó.